Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên đạo kỳ truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ngã dục phong thiên. Tác giả Nhĩ Cần, Chương 6: Một chiếc gương đồng. Trong bảo các châu, quang bảo khí ánh vào mi mắt là những dải màu ngũ sắc, từng dãy ngọc sản sát những ngô vuông đều phát ra hào quảng trói mắt bao bình, tiểu kiếm cọc bội bảo châu nơi đầu cũng có làm cho mạnh hạo hô hấp dồn dập trái tim đập nhanh dường như trong khoảnh khắc máu tươi đổ rồn nền lão sững sờ đứng ở đó sống từng ấy năm mạnh hào chưa từng thấy nhiều châu báu tiền bạc tới như vậy giờ phút này hắn đã hoàn toàn bị những châu báu bỏ qua khí kia bao phủ đầu óc u u bất trí bất giác có cái suy nghĩ phải cướp hết bảo bối ở đây đi những bảo vật này đều là vô giá phát tài rồi đại ngộ khi làm công cho tiên nhân lại tốt như vậy bao nhạc thì thào đi qua từng dãy ngọc vẻ mặt đầy kích động lại theo bản năng gần đầu lên trên thầm nghĩ bảo các này có ba tầng chỉ tầng thứ nhất đã như thế như vậy chẳng phải bảo vật ở hai tầng trên còn có giá trị lớn hơn ư tiên nhân thực giàu có mạnh hào hít sâu một hơi lúc này hắn bỗng nhiên hít mắt lại Thấy được một vị trí rất nổi bật Ở trong bảo các này có bày một chiếc gương đồng Gương này có vết dì xét Trông không đẹp mắt cho lắm Bề mặt lại không có bảo quang Khác hẳn với những bảo vật xung quanh Mang theo kinh ngạc Mạnh hạo cầm lấy chiếc gương đồng cẩn thận xem mấy lần Gương này càng xem Lại càng cảm thấy bình thường Giống như vật phàm trần chẳng hề có điểm gì thần kỳ Nhưng mạnh hạo nghĩ Nếu đã đặt ở bảo các Thì hẳn là có giá trị nào đó Sự đệ thật tỉnh mắt sau lưng mạnh hào vang lên một giọng nói Chẳng biết năm tử khôn khéo kia lại xuất hiện từ lúc nào Nhìn trước gương đồng trong tay của mạnh hào Nói với vẻ tán tưởng Nếu sư đệ đã cầm cái gương này Chứng tỏ ngươi và nó có duyên Gương này có không ít truyền thuyết Càng chứng tỏ nó thần bí Nghe nói có thể có được thứ này Ngoài cơ duyên lớn già còn yêu cầu vận số Như vậy sư đệ chính là loại người có được khí chất này Ngày cầm chiếc kính này tiêu ngạo thiên địa Hắn là sắp tới rồi Nam tử khôn khéo liên tục cảm thán Trong giọng nói mang theo loại lực kỳ lạ nào đó Khiến mạnh hào nghe mà phải ngần người ra Gương này Mạnh hào cổ quái cúi đầu nhìn chiếc gương kia Bên trên không có hoa văn phức tạp gì Mà những vết dì xét ở trên mặt gương Khiến cho nó không soi được rõ vật khác Sự đệ đừng thấy gương này không hiện bảo quang mà coi thường Nên biết rằng phàm là bảo vật thông linh Thì đều ẩn giấu Càng thấy bình thường thì lại càng không tầm thường nam tử khôn khéo thấy mạnh hạo định thả đặt chiếc gương đồng lại ô vuông thì vội bước lên ngăn cản chăm chú nhìn mạnh hạo sự đệ cầm lấy nó chính là cố duyên há à, có thể vì nó trông có vẻ phạm tục mà bỏ quá sư huynh phụ trách ở bảo các này đã nhiều năm biết được lai lịch của mỗi đồ vật trong này chiếc gương đồng này năm xưa đã từng gây nên náo động khắp triều quốc là do một tia sáng thiên ngoại hạ xuống mà hình thành sau đó kháo sơn lão tổ có được nó bèn dốc sức nghiên cứu cho là bảo vật thông thuyền Tùy mãi mà chẳng rõ nó là như thế nào nhưng lại kết luận rằng nếu kỹ này gặp người hữu duyên thì tất có thể giống ruổi thiên hạ nghe tới cái tiền của khảo sư lão tổ mạnh hào ngần ra hắn vừa mới vào ngoài tông còn nhiều thứ không rõ nên chần chừ khảo sư lão tổ còn chưa nghiên cứu được thì ta sư đệ nói như thế là không đúng rồi Dù hình nói cho người biết lão tổ không nghiên cứu ra thành quả cũng chứng tỏ bảo vật này có chỗ nghịch thiên của nó, hơn nữa trước người có tất cả vài chục người cầm món bảo bối này đi, tuy đều không nghiên cứu được gì, nhưng bọn họ đều không tiếc nuối, lỡ như người chính là kẻ hữu duyên với chiếc gương này thì sao? Hơn nữa người có thể yên tâm lấy chiếc gương này đi. Vài đồng tông trước người có không ít người tới hai ba tháng đã trả về. Sư huynh ta thì sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau rất nhiều, rồi người sẽ biết ta là người dễ nói chuyện, không thích làm khó đồng môn. Vì thế có thể đổi cho một món bảo bối khác Người đấy đi rồi nếu không nghiên cứu được Thì có thể trả lại bất cứ lúc nào Đến lúc đó đổi món bảo vật khác là được Nhưng cơ hội này nếu bỏ qua lợi như hữu duyên thì có thể tiếc nuối cả đời đó Nam tử khôn khéo nhìn chằm chằm vào mạnh hạo đầy thầm ý Thấy mạnh hạo càng do dự thì thầm cười khẩy trong lòng Nghĩ rằng mấy tên đệ tử ngoại tông mới vào lần này là dễ lửa nhất Chỉ cần nói ra lây lịch và những lời đồn xung quanh chiếc gương này lại dùng cầu oai phóng thiên địa nữa đảm bảo là nhiệt huyết sôi chảo ngay về phần lai lịch và lời đồn của chiếc gương này không nói dối mạnh hào nhưng lấy chiếc gương này làm bồi dụ mà y đã lời được không ít linh thạch dù sao mỗi lần trả gương lại thì chỉ cần làm khó một chút tất nhiên là phải dùng linh thạch để giản xếp nhưng mà mạnh hào đọc sách từ bé nên có chút thông minh tất nhiên là hiểu được lời khuyên của nam tử khôn khéo này biết rằng chiếc gương này chắc là không được như lời ý nói nhưng người này cứ chặn ở trước mặt thế này hiển nhiên là đã quyết ý không cho hắn dễ dàng để gương lại chỗ cũ cho dù có ném xuống thì cũng không có tác dụng thế nên có phần hối hận khi đã cầm chiếc gương này lên sư đệ đừng có ngày đầu vào tông môn đã vi phạm môn quy đã cầm bảo vật trong bảo các là không thể buông nam tử khôn khéo cảm thấy hỏa hầu đã đủ liền dựa theo phương pháp trước đây chầm mặt xuống quạt một tiếng rồi vung tay áo lên lập tức có một ngọn gió rít gào đánh bay mạnh hạo ra khỏi bào cát rơi ở bên ngoài cửa bào cát đóng lại sư huynh đây là mềm lòng nếu người thật sự không có duyên với gương này qua ngày hôm nay có thể đến đổi bất cứ lúc nào từ trong bào cát truyền ra giọng nói của nam tử kia mạnh hạo nhíu mày gần đầu tức giận nhìn cánh cửa bào cát đã đóng kín thầm than một tiếng là cúi đầu nhìn chiếc gương đồng trong tay Mạnh hạo nghĩ đến những lời mở đầu Trong ngương khí quyển Thầm nghĩ nếu khó sợ lão tổ Thật sự tưởng nghiên cứu thử thứ này rồi Cũng coi như đáng giá Hắn lắc đầu Nhét chiếc gương này vào trong ngực Lại oán hận Liếc nhìn cái bảo cấp này một cái Rồi mới xoay người rời đi Đi trên con đường lát đá ở ngoại tông Mạnh hạo giờ theo phương vị Về gian phòng của nhà trong ngọc giàn mà đi Đến trưa Thì tìm được nơi ở của hắn ở ngoại tông này Nơi này ở rìa khu bắc có vẻ hẻo lánh bốn phía không có vòng ốc đầy cửa phòng ra tiếng kéo kẹt vang lên bên trong có một cái giường và một cái bàn mạnh hào đứng ở đó nhìn một lúc lâu khá vừa lòng chỗ ở này còn tốt hơn gian phòng ở khu tập dịch không ít hắn bước đến khoanh chân ngồi trên giường hít sâu một hơi lấy chiếc cương đồng ở trong ngực ra cẩn thận nghiên cứu nhưng mãi cho tới khi mặt trời lặn đằng tây màn đêm buông xuống trong ngọn đèn lên rồi lại bắt đầu xem tiếp. Mạnh Hảo vẫn không rõ chiếc gương đồng này rốt cuộc có tác dụng gì. Cho dù nhìn như thế nào thì trông đó đều rất tầm thường. Đêm khuya, Mạnh Hảo rất khoát để gương đồng sắp một bên, nhìn ánh trăng sáng rọi bên ngoài cửa sổ, lại nhớ tới mập mạp, có vẫn như nhùng tiếng gáy của cậu ta. Bên ngoài cửa sổ ánh trăng sáng vô cùng chiếu liền má hiền, bốn phía yên lặng, chỉ thi thoảng có làn gió nhẹ nhẹ thổi qua, khiến cho tiếng lá cây trong rừng xào xạc mạnh hạo hít sâu một hơi hồi tưởng lại cuộc sống của mấy tháng qua hắn cảm thấy dường như đã trải qua mấy đời khẽ thì thảo ta không còn là thư sinh của huyện vân kiệt nữa mà đã trở thành đệ tử ngoài tông của kháo dương tông rồi hồi lâu sau mạnh hạo thu hồi tâm thần nhắm mắt lại vận chuyển những tia linh khí ở trong cơ thể cuộc sống như thế này đã kéo dài mấy tháng hắn sớm đã thành thói quen rồi Ngoại tông khác với khu tạp dịch Nơi này không có làm đồ ăn cho đệ tử Tất cả ăn uống đều phải tự túc Nếu lỡ có đói chết giả đấy Thì cũng chẳng ai để ý Nhưng nhiều năm như vậy Ngoại tông của kháo sơn tông này Chưa từng có ai bị đói chết Dù sao tới ngừng khí tầng một rồi Phun ra nốt vào linh khí thiên địa Tuy không giải quyết được đói khát Nhưng vẫn có thể bảo trì được sinh tồn Chương 7 Cái này không tệ Buổi trưa mấy ngày sau Mạnh hạo đang ngồi khoanh chân Thì bỗng nghe thấy tiếng hét thảm vang lên ở bên ngoài Hắn lập tức bờ mắt ra Đứng dậy đi tới bên cửa sổ nhìn ra Thì thấy một tên đệ tử ngoài tông Bị người ta dẫm lên Ngực bể bết máu Tuy không chết nhưng cũng bị thương Tới người ta lấy túi chứa vật hư lạnh rồi bỏ đi Người đó dây ruộ bò lên Ánh mắt toát lên vẻ oán độc Lao đào bước đi Xung quanh có không ít người đứng xem Nhưng ai nấy đều hờ hững, Dường như còn tỏ vẻ chân trọng Mạnh hạo im lặng Cảnh tượng như vậy hắn đã thấy được mấy lần Lòng lại càng thêm cảm thụ sâu sắc quy củ Của ngoại tông Kháo Sơn Tông này Thời gian thoáng cái đã trôi qua 7 ngày Trong 7 ngày này Mạnh Hạo lại thấy được mấy chuyện cướp đoạt Ở ngoại tông này Để tự ngoại tông cướp đoạt và ra tay với nhau Làm cho tính cách của Mạnh Hạo trở nên im lặng Nhất là khi hắn thấy tận mắt Một vị sư huynh ngân khí tầng 2 Tầng 3 bị người tà giết chết Ở khu vực công khai trong ngoại tông này Đã khiến cho hắn khi ra ngoài Luôn cẩn thận dè chừng cũng may tuy tu vi của hắn thấp Nhưng trên người lại chẳng có thứ gì đáng giá Người bên ngoài cũng mặc kệ hắn Mà việc tu hành của Mạnh Hạo Cũng xuất hiện sự đình trệ Ngường khí tầng 2 khác với tầng 1 Cũng là linh khí nhập thể Nhưng dựa theo cách nói của ngường khí quyền Thì tầng 2 bắt đầu thay đổi thân thể phàm nhân Khiến cho thân thể thích ứng với linh khí hơn Cho nên số lượng linh khí cần nhiều hơn tầng 1 rất nhiều Đồng thời Mạnh Hảo cũng hiểu được cách nói về cái gọi là tư chất Độ dung hợp linh khí thiên địa với cơ thể chính là tư chất. Tư chất càng tốt thì độ dung hợp càng cao, tư chất càng kém, độ dung hợp càng thấp. Cùng một thời gian tổ nạp, người có tư chất tốt hơn, tất nhiên là hấp thu được nhiều linh khí hơn. Dựa theo suy tính của hắn, muốn lên ngân khí tầng 2 thì hắn phải cần tới 2 năm, mà ngân khí tầng 3 thì phải cần tới gấp mấy lần. Trừ khi là có được đan dược hoặc linh thạch, dùng năng lượng trong đan dược và linh thạch hóa thành linh khí, có thể giảm đi rất nhiều thời gian. Đó cũng là lý do vì sao chuyện cướp bắp ở trong tông môn lại nhiều tới như vậy. Bởi vì hàng tháng ngoại tông đều có phát ra đan dược. Đã mạnh lại càng mạnh, đã yếu lại càng yếu. Kháo Sơn Tông đúng là dùng phương pháp này để bồi dưỡng đệ tử nội môn. Mạnh Hạo trầm mặc. Sáng sớm một ngày này, trời vừa tờ mờ sáng, Mạnh Hạo đã khoanh chân ngồi ở trên giường. Hắn không có tư chất kinh người, nhưng là kẻ kiên cường dù ban đêm cũng không bỏ qua chuyện đà tọa thô nạp lúc này trong tông môn có tiếng chuông vang vọng ngân gà mạnh hạo mở mắt tiếng chuông này mạnh hạo hít mắt lại dường như đoán được điều gì đó sắc mặt có phần kích động khi hắn đi ra ngoài phòng thì đã thấy bốn phía có không ít đồng môn ai nấy đều phấn khởi bước nhanh tới đằng xa tiếng chuông vang rồi đây là lúc phát linh thạch đan dược Tình giả dạ, thì cũng là hôm nay Theo tiếng chuồng vang vọng Càng có nhiều người chạy tới Không chỉ nơi đây mà tất cả đệ tử ngoại tông Trong toàn bộ tông môn này đều là như vậy Ngày phát đan Mạnh hạo hít sâu một hơi Cũng bước theo đám người đi tới quảng trường ngoại tông Quảng trường này cực kỳ khổng lồ Bốn phía có chín cái cột đá Được chạm trổ rồng Tỏa ra hào quảng chói lóa Ở trên cột đá đầu tiên có bầy một bình đài vuông vắn Trừng mười trường Trên đó dáng màu lượn lờ Dường như có bóng người Mọi người ngước nhìn lên chỉ thấy mông lung Ở nơi này số đệ tử ngoại tông có hơn trăm người Cùng mặc trường bào lục sắc Thì thào bàn tán thi thoảng lại góng lên bình đài ở trên cột đá kia Lúc này dáng màu ở trên bình đài đã tàn đi Hiện lộ ra rõ ràng là một bóng người trên đó Đó là một lão già mặc trường bào màu vàng Trên mặt có ít lấm tấm Nhưng thần sắc không giận lại tự uy Đôi mắt như điện Hai bên là một nam một nữ Đều mặc y phục màu bạc Nam tử tuần lãng phi phàm Sắp mặt hờ hững toàn thân chính khí mà nữ tử kia khi mạnh Hảo nhìn rõ thì trong mắt của hắn cũng co rút lại nữ tử này chính là người đã bắt hắn tới từ đại thanh sơn ở bà tháng trước dĩ nhiên là thượng quang Sư thúc tự mình tới phát đan hơn nữa hứa sư tỷ và trần sư huynh là đệ tử nội môn trước đây rất ít khi nhìn thấy lần này đều tới đây cả hay là lần này không phát đan dược chắc là vậy đó các người nhìn kia hàn tông sư huynh cũng xuất hiện y chính là đề nhị nhân của ngoại tông tu vi ngưng khí tầng năm nếu có thể đạt tới ngưng khí tầng bảy là có thể tự động trở thành đệ tử nội môn rồi tiếc là không thấy vương đảng phi sư huynh với tư chất của vương đảng phi sư huynh y sẽ chẳng để ý mấy cây đan dược này đâu năm đó khi y gia nhập kháo sơn tông này Là đưa tới vang động không nhỏ cho các vị trưởng lão trường môn nếu không phải vương sư huynh phá quy củ của tông môn muốn dựa vào bản lĩnh cá nhân để tiến vào nội tông thì này đã sớm là vị đệ tử nội tông thứ ba rồi <laughs> lần này có chỗ hay để coi rồi mỗi lần phát đan dược riêng đều có kỳ phong ngấn 12 hai canh giờ mỗi canh giờ đều phát ra đan quang làm chỉ dẫn cho người ta cướp đoạt trong kỳ đó lại chẳng những cách nào dùng đan dược cả cho dù cô mang đan dược chạy trốn thì có khi cũng chẳng có bản lĩnh để giấu được 12 hai canh giờ mạnh hào nghe đồng môn ở bên cạnh bàn tán mặc dù đây là lần đầu tiên tham gia chuyện như thế này nhưng hắn cũng biết mỗi một lần phát đan trong ngoại tông chính là đưa tới tranh đoạt Nửa tháng này hắn đã thấy không ít chuyện cướp bóc Cũng có người chết Nhất là lần này dường như có phát đan dược Có lẽ là tranh đoạt còn quyết liệt hơn nhiều Mạnh hạo trầm mặc Thầm nghĩ mình chỉ có tù vì ngừng khí tầng một Cái thứ được gọi là đan dược đó Chẳng có phần nào cho mình cả Chỉ là khi nhìn thấy những gương mặt đầy vẻ tham lam ở xung quanh Mạnh hạo lại có thêm hiểu biết về mấy chữ cá lớn lút cá bé Trật tự lão già mặc áo bào vàng ở trên bình đài thản nhiên mở miệng giọng nói không to nhưng khi truyền ra lại như sớm chớp cuồn cuộn bao phủ trời đất khiến cho đám tu sĩ ở bên dưới chấn động tâm thần hai tai u u mạnh hào cũng như thế mãi lâu sau mới khôi phục lại được lão phu thượng quan tù hôm nay tôi phóng đàn mỗi người được một viên ngưng linh đàn nửa khối linh thạch thượng quan tù vung tay phải lên lập tức có hơn 100 viên đan dược và linh thạch phân tán ra bốn phía Rời vào trước mặt ở mỗi người mà không hề sai lầm chút nào. Mạnh hạo nhìn đan dược và linh thạch lơ lửng ở trước người, mùi thuốc phả tới khiến người ta say mê. Đây là lần đầu tiên mạnh hạo nhìn thấy đan dược, cũng là lần đầu tiên hắn thấy linh thạch. Linh thạch này chỉ nhỏ chừng cái móng tay, trong suốt óng ánh, làm cho người ta liếc mắt nhìn ra, thì sẽ không nhìn nổi mà trầm mê. Tim của hắn lập tức đập thình thịch, đan dược và linh thạch này nhất định là có giá trị cực cao. Mạnh hạo không chút do dự cầm lấy Đang định nuốt đan dược vào Thì phát hiện xung quanh không ai làm như vậy Nên hắn dừng lại Khi nhìn lại đan dược ở trong tay Thì thấy bên trên có một tầng hào quang Dường như còn có ấn ký kỳ lạ nào đó Còn một viên hạn linh đàn Mạnh hào đang quan sát viên đan dược trong tay Thì giọng nói của thượng quan tu Tiếp tục truyền tới từ trên đài cao Mà trong tay của hắn lại xuất hiện Một viên đan dược màu tím Đan dược này xuất hiện một cái toàn bộ quảng trường đều là dược hương mạnh hào hít vào một hơi lập tức cảm thấy linh khí trong cơ thể nhiều hơn một tia ngầm hiểu đan dược này tuyệt đối không tầm tưởng, tưởng không ngờ là hạ linh đan đây đây là đan dược chân quý do tu sĩ trên gương khí tầng năm phòng trường trong tông môn cũng không có nhiều không ngờ lại lấy ra một viên về đan dược này xuất hiện sẽ có bao nhiêu người chết trong trận ngoại tông tranh đoạt lại đây mọi người chấn động ánh mắt nhìn về phía đan dược trong tay Cô thượng quan tu nhất thời ngưng tụ vô số tham lam và khát vọng nhất là đám đệ tử sắp đột phá tu vi thì hô hấp càng dồn dập chương 8 hôm nay lẽ ra không có viên đan dược này nhưng nghe nói tháng này có đệ tử thân thăng ngoại tông lão phù rất là vui mừng ngày huy hoàng của kháo sơn tông sắp tới vậy tặng đan dược cho người này để khuyến khích Thường qua tu mỉm cười đào mắt qua đám người nhìn thẳng vào mạnh hảo Mạnh hạo giật thót Nghe được nửa câu đồ của lão già ấy Hắn đã cảm thấy không ổn Nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng Thì thượng quan tù đã vung tay phải lên Về năng dược màu tím lập tức xuất hiện trước mặt mạnh hạo Không để cho hắn có cơ hội từ chối Mà rơi thẳng vào trong tay hắn Trong khoảnh khắc này Mạnh hạo lần đầu tiên trở thành kẻ Mà tất cả mọi người đều chú ý Kể từ khi bước vào kháo sơn tầng. Ánh mắt xung quanh của hắn đều quăng về phía hắn. Vẻ hung tàn và tham lam trong những ánh mắt ấy dường như muốn xé nát mạnh hạo ngay cả nam tù sĩ ở bên cạnh thượng quan tù cũng nhìn mạnh hạo nữ tử kia thấy mạnh hạo thì gần ra nhưng sau đó nhanh chóng khôi phục lại vẻ lãnh đạm <laughs> không ngờ lại là một tên đệ tử ngưng khí tầng một đạt được đan dược lần này hẳn là dễ tranh đoạt rồi kẻ này đã trở thành địch chung của mọi người tên này xong đời rồi lần phát đan dược trước ta nhớ là có kẻ đó là ngưng khí tầng hai cũng vì trần trừ đã bị triệu vũ cường sử huynh vốn không cướp được đan dược kéo vào trong khu công khải chém đứt đầu luôn Nhưng tiếng xì xào vang lên râm ràn đám đệ tử ngơ khí tầng 2, tầng 3 tuy biết là nguy hiểm nhưng chẳng thể nén được lòng tham dù sao người có đan dược lần này tu vi thật sự quá nhỏ yếu khiến cho bọn họ dường như cũng có tư cách tranh đoạt mồ hôi lạnh thơm ướt đẫm y phục của mạnh hạo hắn muốn lập tức ném đến đan dược này đi nhưng lại phát hiện ra đan dược dường như dính chặt vào trong lòng bàn tay hắn không thể nào ném được những ánh mắt nhìn chòng chọc từ bốn phía khiến mạnh hào như cảm nhận được cái bóng từ vòng đang kéo tới gần thậm chí hắn còn cảm thấy không ít kẻ còn mang theo sự hung ác đang bước nhanh tới phía mình sự đệ lần nữa hãy ném viên đan dược này cho ta nếu không nghe lời ta sẽ cho người biết mặt nếu người dám cũng đưa cho ta ngày này sang năm sẽ là ngày dỗ của người nhưng giọng nói như những ngọn gió lạnh lùng quanh quần bốn phía mảnh ngạo. Cùng lúc đó, ở trên ngọn núi ở bên kháo sơn tộc, có hai lão già đang khoanh chân ngồi trên đỉnh núi, cũng tùng tìm cười nhìn xuống quảng trường dưới trần núi. Thượng quan sư địa thật là ác, đưa đan dược cho một thằng nhãi mới nhập môn. Xong rồi, đoán chừng lần này kháo sơn tông ta lại ít đi một đệ tử rồi. Lần tranh đoạt này chẳng thú vị gì cả, ta cả là chút nữa khi cấm chế tán đi, thằng bé này sẽ lập tức ném đàn. Tùy theo tiếng đàm luận của nhị lão, màu sắc trên chín cây cột ở dưới quảng trường dần âm đạm, chừng 10 giây sau là sẽ hoàn toàn tắt hẳn. Tới lúc đó, cấm chế ở trên quảng trường này cũng lập tức biến mất. Trái tim của Mạnh Hạo đập dồn dập, không cần kẻ khác nói, hắn cũng biết là sau khi hào quang ở chín cây cột này tắt đi, thứ chờ hắn sẽ là một màn điên cuồng, thậm chí có ném đàn dược đi thì cũng chỉ khiến một số kẻ không vui chút giận lên chính mình từ nãy sao lại đưa cho ta toàn thân của mạnh hảo ướt đẫm mồ hôi trong chớp mắt có vô vàn suy nghĩ không ném sẽ chết ném đi thì ngày sau cũng sẽ bị chút giận mạnh hào dùng toàn bộ trí óc của ba năm đèn sách để suy nghĩ mặt thấy hào quang ở trên cột dần tối đi thượng quan tù ở trên tạch đài phật tay áo định bước đi ngay trong lúc quý cấp này linh cư chợt lóe lên trong đầu của mạnh hảo hắn bước vọt ra một bước kêu lên Đệ tử có lời muốn nói Đệ tử có thể tới được kháo dân tông Có thể cảm nhận được khí tức trên người Của tiên gia hào hùng của kháo dân tông vĩ đại này Toàn bộ đều là do may mắn Đệ tử vô cùng cảm ơn người Đã bán cho đệ tử cái may mắn đó Đệ tử ngày đêm chờ mong có thể gặp được người ấy Để có thể cảm ơn Cho đến hôm nay đệ tử cuối cùng đã gặp được Mạnh hào càng nói càng nhanh Lúc nơi nói quán vang lên Thượng quan tù ở trên bình đài sừng sốt Không quay người rời đi nữa Mà quay lại nhìn mạnh hào Người này chính là hứa sư tỷ Hứa sư tỷ Sư đệ cảm ơn sư tỷ vạn phần Không có gì để báo ân Nên đặc biệt tặng viên đan dược này cho sư tỷ Như vậy mới có thể báo đáp ân tái tạo của sư tỷ Nói xong Mạnh hạo lập tức giơ tay Đem viên đan dược dính chặt ở trong tay kia giơ lên cao Thợ quan tu giật mình Hiển nhiên không ngờ mạnh hạo lại nói ra những lời này Sắc mặt có phần cổ quái Khóe miệng dần mỉm cười Nữ tử họ hứa mặc áo màu bạc Dĩ nhiên cũng sững sờ nàng dù có lạnh lùng thì vài mặt cũng thay đổi. Tuy này tu vi của nàng đã là ngưng khí tầng 7, hạn linh đan này không có nhiều tác dụng với nàng nữa, nhưng dù là đệ tử nội môn, hạn linh đan cũng cực kỳ ít, nàng muốn có cũng chẳng dễ gì. Tự nghĩ, nếu mang viên đan dược này dung luyện một lần nữa, với vài loại đan dược khác và luyện ra một lò ngũ linh đan có tác dụng rất lớn đối với mình. Thế là giờ phút này tìm cũng đập thỉnh thịch. Cho dù là nam tử mặc áo bào bạc, sắc mặt lạnh nhạt không khỏi nhìn mạnh hạo vài lên trong giờ khắc này mọi người bốn phía đều im lặng lại những tù sĩ đang bước tới phía mạnh hạo cũng dừng chân lại anh đấy đều sắc mặt cổ quái nhìn mạnh hạo với vẻ sững sờ có thể làm như vậy ư không ngờ lại có thể trước mặt nhiều người như vậy tặng đoan dược mà lại còn cho đệ tử nội môn thế này thế này còn có ai dám tiếp tục tranh đoạt nữa đó là đạt đoan dược với đệ tử nội môn mà Cách này đơn giản thế mà năm đó sao ta lại không nghĩ ra chứ nhỉ? Chết tiệt, chết tiệt. Mẹ kiếp, thế mà năm đó não tử không nghĩ ra được cách này. Hại ta trọng thức nằm liệt giường hơn 3 tháng liền. Sau giây lát im lặng ngắn ngủi, tiếng ồ lên nổi lên bốn phía. Tất cả những ánh mắt nhìn mạnh hạo đều ẩn chứa vô số cảm xúc, không nhắc tới tự cổ trí kim. Nhưng đây là lần đầu tiên trong nhiều năm mà đám tu sĩ nơi đây gặp được cách xử lý đan dược như thế này không khỏi khiến cho bọn họ nhìn mày ngạo và nhớ kỹ hắn trong ngay giây phút này. Cùng lúc đó, chào ngày sáng ở trên chính cái cột hoàn toàn tan đi, mà trong khoảnh khắc ấy lại chẳng có ai tới cướp viên đan dược trong tay của Mạnh Hạo. Cảnh này đúng là quá hiếm thấy cho ngày phát đan của kháo sơn tộc. Nơi tử họ hứa rất nhanh khôi phục lại về bình thường, không chút do dự giơ tay chảo lấy. Ngay lập tức viên đan dược mà Mạnh Hạo dơ lên cao kia, bay thẳng tới chỗ của nàng, bị nàng nắm vào trong tay thấy đan dược bị lấy đi mạnh hảo thầm tiếc nhưng cũng hiểu bây giờ vật đấy là mầm tai họa với mình lúc này đám người xung quanh đều thở dài muốn chút giận lên mạnh hảo nhưng mà nghĩ tới vị hứa sư tử kia thì đều dốc dự bỏ qua ý định đó Nếu tử họ hứa trần chờ, cảm thấy với thân phận đệ tử nội môn của mình mà lấy đi đồ không của đệ tử ngoại môn thì cũng có phần băn khoăn năm đó ta được ngoại thông bán cho một toàn động phủ ở phía nam cho người mượn ở đó Nữ tử họ hứa im lặng một lát Sau đó lấy ra một chiếc ngọc giạt màu trắng Từ trong túi chữ vật Tùng cho mạnh hạo Được hắn bắt lấy Đậu phủ của hứa sư tỷ à Tên này may mắn quá Nghe nói đậu phủ ấy cực kỳ dồi dào lên khí Toàn tông môn cũng không có mấy Hứa sư tỷ nói cho mượn là cho mượn Nhưng rõ ràng là cho rồi Chẳng qua là một chữ mượn đã trừ đi ý niệm trong đầu của nhiều người Xem ra lần tặng đan này của tên tiểu tử đó làm rất tốt Khốn kiếp sau năm đó ta không nghĩ ra nhỉ Cùng lúc đó Trên một ngọn núi bên cạnh tông môn kia Lão già cao lớn mặc trường bào màu xám Trong hai lão già lúc nãy đã đánh cửa kia Mất tòa sáng Sau đó cười ha hà đầy tán tưởng <laughs> Tiểu tư này thật thú vị Vừa mới vào tông môn Đã biết tìm kẻ chống lưng rồi Chẳng lẽ đây là bản năng Tốt, tốt <laughs> Đây mới là lễ ngộ được chân lý của kháo sơn tông ta Cái này không tệ, rất không tệ Chương 9 Sự vui sướng của gương đồng Tên tuổi của hứa sư tỷ ở kháo sơn tông này không nhỏ Có thể nói là không ai không biết Bởi vì hiện nay kháo sơn tông trên thực tế chỉ có hai đệ tử nội môn Ngoài hứa sư thị ra thì chính là nam tử ở bên cạnh thượng quan tu Như vậy chuyện hứa sư tỷ cho mượn đồng phủ đã tạo nên tác dụng chấn nhiếp dù cho mạnh hạo an toàn mang theo linh thạch và ngưng linh đàn lùi ra khỏi quảng trường này dưới ánh mắt của bao người mãi tê khí đi được thật xa rồi lưng của mạnh hạo đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt dù không nhìn thấy những ánh mắt của người phía sau nhưng hắn lại có thể cảm nhận được rõ ràng nhưng có những con dao nhỏ vô hình dần dần tiêu tán khi mình nhanh chóng đi xa bà nén hương sau mạnh hạo đi một mạch không hề dừng lại thậm chí còn không quay đầu trở về nơi ở của ngoại tông mà dùng tốc độ nhanh nhất đi theo những gì biểu thị ở trong ngọc giàn của hứa sư tỷ tới ngọn núi phê nam của kháo sơn Tông. dưới chân núi này hắn tìm được động phủ của hứa sư tỷ ngoài động phủ chừng hai trượng có bãi đá dựng lên hai bên tận cuối là một cửa đá dựng đứng bốn phía có dây leo quấn quanh thoạt nhìn không gây tâm thương hơn hẳn hai chỗ ở trước của mảnh Hảo. nơi này khá yên tĩnh bốn phía lại đầy màu xanh cách đó không xa là một dòng suối dốc rách chảy gió thổi tới từ núi đuổi đi cay nóng khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Mạnh Hạo đứng ở trước cửa động phủ hồi lâu, sắc mặt mới hiện lên vẻ thỏa mãn. Hắn vô cùng hài lòng với tòa động phủ này. Giờ phút này hắn mới hiểu được động phủ trên thực tế trần quý hơn chỗ kia rất nhiều. Thảo nào lúc nãy đám người đồng môn ngoại tông nghe được hứa sư tỷ cho hắn mượn động phủ thì đều tỏ ra hâm mộ và ghen tị. Đây mới đúng là chỗ ở của tiên nhân. Mạnh Hạo vung tay lên, chiếc cọc giàn màu trắng kia lập tức bay thẳng tới cửa đá của động phủ dầm một tiếng phi vào trên mặt của cửa đá lúc này tức khắc tiếng ngủ ù vang lên cửa của động phủ này từ từ mở ra động phủ không lớn chỉ có hai gian thạch thất một gian để nghỉ ngơi tu hành một gian khác bị cửa đá đóng kín mạnh hào bước vào bên trong động phủ thì cửa đá từ từ đóng lại cho tới khi nghe được một tiếng giầm hoàn toàn đóng lại ngọc giản màu trắng bày tới rơi vào trong tay của mạnh hào cùng lúc đó nhà bích trên đỉnh động phủ tản ra ánh sáng im dịu đào mắt một vòng quanh động phủ mạnh hạo lại càng thêm hài lòng cuối cùng dừng mắt ở trước gian thạch thất đóng kín kìa suy nghĩ một chút mạnh hạo cầm ngọc giản trong tay ấn lên trên cánh cờ đá đóng kín này chậm rãi mở ra trong giây lát ấy một luồng linh khí nồng đặc phá vào mặt mạnh hạo nhìn vật ở trong mặt thất mà trợn mắt há mồm Tòa động phụ này của hứa sư tỷ món quà đáp lễ này quá lớn rồi Hồi lâu sau mạnh hạo mới khôi phục lại Kinh ngạc nhìn trung tâm của thạch thất Nơi đó có một thứ như tuyển nhãn Dòng linh khí ồ ạt tràn ra từ nơi đó Trông rất đẹp mắt Không rõ chúng đã được tích lũy bao nhiêu lâu trong thạch thất này mà cửa của thạch thất vừa bờ ra Đã lập tức trào ra Phả vào trong mũi nghe ngọt lành Khiến người ta cảm giác thoải mái tinh thần Không ngờ là linh tuyền Mạnh hạo thì thào Hắn dù chưa từng thấy những thứ này qua bao giờ Nhưng từng thấy trong miêu tả của ngương khí quyền trong thiên địa có linh khí tuyền thứ tuyền này không phải là nước suối mà là một điểm thiên nhiên nơi linh khí phun trào trên thế gian này không có nhiều hầu hết đều đã bị tù sĩ chiếm cứ và căn cứ theo lượng linh khí tràn ra từ linh tuyền để định mức độ quý giá linh tuyền nơi đây rất nhỏ đã có dấu hiệu khô kiệt linh khí tràn ra chỉ nồng đậm hơn bên ngoài một ít không có mấy tác dụng với ngưng khí tầng 3, tầng 4 dẫu sao đã vượt qua tầng 3 thì cần rất nhiều linh khí nên tác dụng rất nhỏ. Nhưng dù như vậy, Mạnh Hạo tự biết với mình nơi đây quá quý báu thì mức khó có thể hình dung được. Chắc chắn hơn một viên hạ linh đan kia nhiều. Nhận ra điều đó, Mạnh Hạo vui mừng như điên. Không kịp nghĩ nhiều, Mạnh Hạo lập tức khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt thổ nạp. Sau vài canh giờ, linh khí tích lũy ở nơi đây tan đi hơn nửa, Mạnh Hạo mới mở mắt ra, trong ánh mắt sáng người. Gần mấy canh giờ đà tọa, mà tương đương với chừng một tháng tu hành ở ngày thường. Tuy nơi đây vì linh khí tích lũy một thời gian dài, sau này sẽ không còn như thế nữa. Nhưng với ta thì tốc độ tu hành ở nơi đây chắc chắn sẽ nhanh hơn bên ngoài không ít. Mạnh hào hít sâu một hơi, quay qua nhìn vách tường bốn phía, dần phát hiện được xung quanh có những ân ký mà hắn xem không hiểu. Linh khí nơi đây có thể tích lũy mà không bị phát tán ra ngoài. Ăn hẳn là do những ân ký này. Có lẽ hứa sư tỷ đã dùng phương pháp này để tích lũy linh khí tiến cho một lần thổ nạp mạnh hào trầm tư suy đoán sắc mặt phấn chấn lại ở trong đà tọa thủ nạp tiếp một đêm nhanh chóng qua đi sáng ngày hôm sau khi mạnh hào mở mắt ra linh khí ở trong thạch tất đã loáng đi nhưng có linh tuyền thì trong một đoạn ngày nữa linh khí ở nơi đây sẽ lại nồng đậm mạnh hào cảm thụ thú vị của mình đã gần tương đương với tu hành hai tháng Nếu có thể tu luyện như thế này vài lần, ta sẽ đột phá ngưng khí tầng 1, bước vào ngưng khí tầng 2. Mạnh hạo hít sâu một hơi Trong lòng hưng phấn Hắn khát vọng đột phá lên ngân khí tầng 2 Bởi vì chỉ có khi đạt tới tầng 2 Mới có thể thi triển được thiên thuật đầu tiên Trong ngân khí quyển. Nghĩ tới thiên thuật Mạnh hạo rời khỏi mật tất Rồi đóng cửa đá lại như cất chân bảo Chờ linh khí ở trong đó tích lũy Hắn quyết định dùng phương pháp mà hứa sư tỷ từng sử dụng Không phải lúc nào cũng cành giữ ở trong linh tuyển này Mà chờ nó tích góp từng chút một cũng đủ rồi Ngồi ở trong động phủ Mạnh hạo sờ bụng Nghỉ tới mấy ngày không gặp mập mạp Thậm chí hơn nửa tháng rồi chưa ăn món gì Chỉ có vài quà dài Thầm nghĩ từ khi trở thành đệ tử ngoại môn Trái lại còn không được ăn no như đám tạp dịch Trừ phi có đủ linh thạch Tới dưỡng đan phòng Đổi một chút linh dược Mà nghe nói ăn một viên mấy ngày không đói Như tích cốc đan Hoặc là ngự thực đan Nếu không thì phải tự mình đi nghĩ cách giải quyết cái bụng Suy nghĩ một lúc Mạnh hạo dứt khoát đi ra cửa đồng phủ Do núi thủi tới hắn bước vào trong núi vừa đi mạnh ngạo vừa theo thói quen lấy chiếc gương đồng trong túi chữ vật ra nay hắn đã xác định hắn đã bị vị sư huynh ở bảo các kia lừa bịp chiếc gương này chẳng có chút tác dụng nào hơn nửa tháng nghiên cứu mà hắn chẳng tìm thấy điểm kỳ lạ nào ở chiếc gương này lúc này ngắm nghía nó trong tay vẫn chẳng thấy có chút thần kỳ nào đáng tiếc nửa khối linh thạch trong túi chữ vật phòng chừng tư bảo các đổi lấy bảo bối khác là phải nộp hối lộ một chút ít mới được Mạnh hạo giơ tay, mò tới túi chứa vật trong lòng, ánh sáng lóe lên, hắn lấy ra nửa khối linh thạch, có chút đau lòng. Đang hành tàu thì mạnh hạo bỗng ngừng lại, vội ngẩng đầu nhìn núi rừng cách đó không xa. Một màu sắc vừa vụt qua ở nơi đó, tốc độ không nhanh, bò nhạc mắt sáng người. Với kinh nghiệm bắt gà rừng mấy tháng này, hắn chắc chắn đó là một con gà rừng. Chương 10 Không có thời gian ngưng thần đưa gân đồng và linh thạch vào trong túi chứa vật, Mạnh hạo tiện tay đút vào trong túi quần áo, rồi nhảy vọt tới phía trước. Từ khi cơ thể xuất hiện linh khí, mạnh hạo phát hiện cơ thể của mình linh hoạt hơn lúc trước không ít. Tuy vẫn gầy yếu, nhưng cũng có sức bật hơn. Nhất là khi tu vi đã tương ngân khí tầng một, bật nhảy thế này tốc độ càng nhanh. Chỉ mấy chục giây mà mạnh hạo đã bắt được con gà rừng đang kinh hoàng kia. Con gà này bị nắm chặt lấy đôi cánh là sẽ không vỗ phình phệt nữa. Không rõ bọt mạp này thế nào rồi mạnh hạ xách con gà rừng nghĩ tiếp mập mạp đang định đi tìm gã để cùng hưởng vài món ăn dần dã đang xoay người mạnh hạ bỗng cảm thấy có gì đó ở trong túi áo nóng lên sau đó con gà rừng bị hắn bắt vốn đang yên lặng chợt kêu lên thảm thiết toàn thân dây giụa mạnh đến mức khiến cho mạnh hạ suýt chút nữa đã không nắm chặt được con gà dây giụa cực kỳ mạnh lại kêu rên vô cùng thê lương mà trong lúc dây giụa đít của nó bụp một tiếng trực tiếp nổ tung máu tươi bắn ra khắp nơi Cảnh tượng này xảy ra quá đột ngột, Mạnh Hạo hoàn toàn ngơ ngẩn. Hắn lên núi gần 4 tháng, bắt được không ít gà rừng, đây đúng là lần đầu tiên nhìn thấy chuyện như thế này, nhất là nhìn thấy phần đít nổ tung của con gà đã chết kia. Mạnh Hạo kinh ngạc, vội ngó nhìn khắp nơi, nhưng bốn phía cực kỳ yên tĩnh, chẳng có bóng dáng nào. Sao lại thế này nhỉ? Mạnh Hạo dùng mình, con gà kia chết rất thê thảm, nhất là phần đít bề vết máu thịt, có thể tưởng tượng được lúc chết nó đã phải chịu đau đớn tới mức nào. Mạnh ngạo hít sâu một hơi, đè xuống sự khẩn trương trong lòng. Con gà rừng này chết quá kỳ quái, thậm chí Mạnh Hạo còn cảm thấy toàn thân lạnh toát. Không đúng. Mạnh Hạo ném con gà rừng đã nổ bùng cái mông kia đi, rồi lấy linh thạch và chiếc gương trong túi áo ra. Hắn nhớ lúc trước khi con gà rừng này xuất hiện dị thường, có thứ gì đó ở trong túi đã nóng lên. Không thể nào là linh thạch được. Mạnh Hạo nhìn chằm chằm vào gương đồng, tim đập rộn lên, mắt tỏa sáng hay là bàn tay cầm gương đồng của Mạnh hạo run run lúc này hắn mặc kệ chuyện tìm gà rừng với mập mạp mà cầm gương chạy thẳng vào trong rừng với tốc độ nhanh nhất hắn muốn tìm một con sơn thú để coi hung thủ làm cho mông con gà rừng kia nổ bung có phải là thứ này hay không hắn lao đi không bao lâu thì một con hiêu xuất hiện ở trước mặt mạnh hạo nó ngờ ngạch nhìn hắn mạnh hạo thấy gần lập tức giơ gương ở trong tay chiếu vào con gương kìa vẻ ngay dài của con hiêu kia lập tức thay đổi cả người nhảy vút lên phát ra tiếng kêu thảm thiết bò chạy tiếng cầu ấy khó có thể miêu tả được như xé ruột xé gạt khiến cho người ta vừa nghe là có thể tưởng tượng được nó đau đớn tới mức thê thảm như thế nào nhưng mảnh hạo nhìn thấy rõ ràng cái mông của con hiêu kia khi nó nhảy lên rõ ràng như bị một sức mạnh nào đó đánh vào liên tục hai cái con hiêu đó cũng kêu lên thảm thiết hai tiếng thân thể còn chưa rơi xuống thì mông đã nổ tung có giật mình mà chết. Mạnh hạo ngơ ngác nhìn con hiêu đã chết, lại nhìn xuống chiếc gương trong tay. Một lúc lâu sau, khuôn mặt của hắn hiện lên vẻ kích động và hứng phấn trước này chưa từng có. Bảo vật, thứ này nhất định là bảo vật. Chỉ là bảo vật này hơi quái gì. Thích bảo hoa cúc của dã thú. Mạnh hạo dù thấy nó khó hiểu, nhưng lúc này cũng hứng phấn đã choán hết tất cả. Cũng mặc kệ vì sao bảo bối này lại quái dị như vậy, trái lại còn nóng lòng muốn tìm những dã dạ thú khác để thử. Dọc đường đi, Mạnh Hạo càng thêm hưng phấn, mà con đường hắn đi qua đầy mùi máu tạch. Đó là do máu của 10 con thú bị nổ tung mông nhuộm đỏ. Tiếng nổ bụp một cái, con sói hoàng có bộ lông dày ở trước mặt Mạnh Hạo kêu gào thảm thiết, bị đánh vào mông ba lượt liên tục, cuối cùng khi nổ bung thì toàn bộ bông đã đầy máu và thịt. Một con đại bàng bay xuống rừng kiếm ăn, còn chưa kịp bay lên thì đã bị kêu lên thảm thiết như đang phải trải qua cơn ác mộng mà cả đời chưa từng gặp, mông đít trực tiếp nổ tung. Còn có một con mãnh hổ to chừng người lớn, đang vô thấy mạnh hạo ở trong rừng. Khi còn ở giữa không trung, tiếng gầm gừ khiến người ta phải sợ hãi, liền biến thành tiếng kêu thảm thiết. Trong lúc kêu thì nửa cái mông nổ tung, có lẽ là do bộ lông của con mãnh hổ này dày, nên đã bạo liên tục lâm lệch. Bảo vật, đúng là bảo vật rất mạnh. Thẩm thoát đã tới hoàng hôn, mạnh hạo kích động tới cực điểm, hắn nhìn chiếc gương đồng trong tay, cả một ngày nay đã không có dưới trong còn mãnh thú bị chiếc gương đồng này làm cho nổ tung phần mông đít mà chết. may mà nơi đây toàn núi hoang, thì nếu tập trung lại ở một ngọn núi, nhân định sẽ khiến nơi đây đầy mùi máu tạch. nhưng cái gương này không phải có tác dụng với tất cả. lúc trước ta đã thử qua mãng xà và cá sông, nó không hề có phản ứng như đám có vậy. trái lại lông càng dày thì gương càng mạnh. Ngày này Mạnh Hạo đã thử rất nhiều lần, còn phát hiện để gương trong túi chứa vật thì không có hiệu quả, chỉ cần cầm nó trong tay mới có tác dụng. Thậm chí hắn có một cảm giác kỳ lạ là dường như chiếc gương đồng trong tay này còn kích động khi dã dạ thú nổ tung bông mà chết hơn cả mình. Ngay cả vết dì xét ở trên mặt nó dường như cũng hỏa tan, giống như mấy năm qua chưa từng được phóng thích vậy. Hoàng hôn buồn xuống, cả một ngày trời Mạnh Hạo đi tới từ ngọn núi Hoàng Vô, lúc này gió đêm lùa tới, Mạnh hào hít một hơi thật sâu, mang theo kích động, đình bụng trở về động phủ theo đường cũ. Dù sao nơi đây cũng có nhiều thú hoang, thậm chí mạnh hào còn nghe người ta nói, nơi đây từng có yêu thú biết tu hành xuất hiện. Lúc này tôi kích động, nhưng cũng biết nó hung hiểm như thế nào. Lúc đến đây, vì còn phải đi tìm dã thú, nên tốc độ không mau, nhưng khi về thì lại chuyên tâm chạy đi. Mạnh hạo phóng như bay ở giữa rừng núi, vượt qua từng ngọn núi hoang vu. Không lâu sau, trăng khuyết từ từ mỏng lên, chỉ cần ba ngọn núi nữa là trở về động phủ thì một trận gió nóng kéo tới trong gió có mùi tanh nồng nặc làm cho mạnh hạo khưng người lại cảm thấy nguy hiểm không chút do dự nhanh chóng lùi ra phía sau một tiếng gầm vang dội khắp nơi gần như vang lên cùng lúc mạnh hạo lùi ra phía sau theo gió nóng nhào tới là một con mãnh thú cao chừng một con người trông như khỉ nó có đôi mắt đỏ sậm ánh lên vẻ hung tàn lồng toàn thân dày vào mượt thậm chí còn rũ cả xuống dưới còn mạnh thú này nhìn chòng chọc mạnh hạo với ánh mắt khát máu mạnh hạo biến sắc nhìn vào mắt nó thì tâm thần chấn động dường như ý thức cũng bị đôi mắt của mạnh thú hút đi mà mạnh hạo còn cảm nhận được tu vi dao động ở trên người còn mạnh thú này ngừng khí tầng hai mạnh hạo lùi ra phía sau sắc mặt cực kỳ khó coi hắn biết rằng đây không phải là hung thú mà là yêu thú hiển nhiên là bị mùi máu tanh ban ngày đưa tới Thời gian không cho phép mạng hạo suy nghĩ Còn yêu thú lông rậm như kỳ này Đột nhiên nhảy lên Nhưng bên ngoài cơ thể của nó Trong khoảnh khắc xuất hiện rất một ngọn lửa Con lửa kỳ dị này không đốt cháy bộ lông của nó Mà theo con thú vô thẳng tới mạnh hạo Chương 11 Ta muốn linh thạch Trong lúc nguy cơ Mạnh hạo biến sắc Hắn không biết cương đồng có tác dụng với yêu thú hay không Nhưng giờ đã không kịp nghĩ nhiều Gần như trong khoảnh khắc khi con yêu thú kia nhào tới Mạnh hạo chợt vật né tránh rồi vội lấy gương đồng ra chiếu về phía con yêu thú kia tiếng kêu thảm thiết nháy mắt vang lên khắp trốn đang ở giữa không trung ở chỗ mông đít của con yêu thú kia phụt ra máu tươi khuôn mặt méo mó đôi mắt không còn vẻ hung tàn nữa mà là mờ mịt dường như cả đời tranh đấu của nó chưa bao giờ phải trải qua lại tổn thương này nhưng cũng không có lùi về phía sau mà ngay sau đó nó rú lên mông nổ bùm máu tươi văng ra khắp nơi Lúc này nó từ mờ mịt chuyển sang hoàng sợ trước này chưa từng có. Chiếc gương trong tay tên thiếu niên ở trước mặt nó, lúc này khủng bố khó có thể tưởng tượng được. Nó xoay người, dùng một tay ôm lên mông đít, không chút do dự bỏ chạy. Nhưng chưa được vài trượng, mông của nó lại lổ bung. Lúc này là nổ liên tục lắm lần. Tiếng rũ gào vang lên, khi nó chạy được hơn 10 trượng, mạnh hào cũng rõ ràng cảm nhận được. Chiếc gương đường trong tay run lên như kích động. Một luồng lực lượng lớn bắn ra, nhắm thẳng tới mông con yêu thú kì trong chớp mắt chui vào trong. Tiếng rú thảm thiết vô cùng trong giờ phút này vàng lên khắp ngọn núi hoang. Nửa người dưới của con yêu thú kia trực tiếp nổ tung, máu thịt văng ra, lục cập hối còn mang theo vẻ kinh hoàng, đứt khí mà chết. Cảnh này xảy ra quá nhanh, mãi cho tới khi kết thúc rồi, mạnh ngạo vẫn đứng ngẩn ra đó. Một lúc lâu sau mới hít sâu một hơi, hô hấp dồn dập nhìn chiếc gương đồng trong tay. ngay cả yêu thú cũng chẳng chạy trốn được, nổ mông mà chết gương này nhất định là tuyệt thế pháp bảo hộ. Trong kích động, mà anh Hảo cũng kính sợ trước gương này. Lúc này lướt qua thi thể của con yêu thú kia, chợt nghĩ ra. Ngừng khí quyền từng giới thiệu, trong cơ thể của yêu thú có yêu đàn, ẩn chứa linh khí thiên địa, có thể ăn trực tiếp. Hắn bước đi vài bước tới bên cạnh thi thể của yêu thú, mò được một viên yêu đàn nhỏ bé, long lanh, to bằng ngón tay ở trong bụng con yêu thú. Bên cạnh mùi máu tanh, yêu đàn tỏa ra mùi hương thơm ngát, khiến cho người ta cảm thấy thoải mái toàn thân. Cất yêu đàn đi, Mạnh Hạo lại trở về. Tiếc là núi này ít khi gặp được yêu thú, cho nên khi về tới độc phù rồi, hắn cũng không gặp được con thứ hai. Lòng có phần nối tiếc. Khi về tới độc phù thì đêm đã khuya, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi xuống đất, nhìn yêu đàn và gương đồng trong tay mất tỏa sáng. Yêu đàn này có thể ăn, nhưng ngưng linh đàn mà tông môn phát cho ta vẫn còn. Ta ăn ngưng linh đàn trước, rồi lại ăn yêu đàn này. Mạnh Hạo quyết định đặt yêu đàn và gương đồng ở bên cạnh, lại lấy nửa khối linh thạch cũng đặt ở đó. Có linh thạch bên cạnh có thể hấp thu thêm chút linh khí nữa. Làm xong, mạnh Hạo lấy ngưng linh đàn ra nuốt vào trong miệng. Viên đàn đó vừa vào trong cơ thể là tan ra, thành những tia linh khí chậm rãi khuếch tán. Mạnh Hạo vận chuyển tu vi ở trong cơ thể, nhanh chóng tiêu hóa đan dược lực. Sau nửa canh giờ, mạnh Hạo mở mắt ra, trong đôi mắt lóe lên tinh quang. Thầm nghĩ dược lực của đan dược còn mạnh hơn cả đà tọa tu hành. Tiếc là ngưng linh đàn quá ít, lại chẳng cách nào thu xếp được. Mạnh hạo không nghĩ nữa, hắn giơ tay bắt lấy yêu đàn, không chút do dự bỏ vào trong miệng. Yêu đàn vào trong cơ thể, lượng linh khí mênh mông hơn xa ngưng linh đàn lập tức tàn ra, khiến toàn thân của mạnh hạo chấn động. Dường như thân thể sắp không chịu nổi nữa, hắn vội vận chuyển tu vi, không ngừng dung hợp, thân thể dần run rẩy, thậm chí có những chất bẩn tiết ra từ lỗ chân lồng cho tới bốn làm canh giờ sau đầu óc mạnh hào ầm một tiếng hắn cảm giác thân thể của mình nhẹ nhàng hẳn đi linh khí ở trong cơ thể không còn là những tia đơn lẻ nữa mà đan xen vào nhau như một dòng suối nhỏ linh khí như suối thể bí phàm cấu đây đây chẳng lẽ là ngưng khí tầng thứ hai mạnh hào mở mắt trên khuôn mặt đầy vẻ không tưởng tượng hắn cúi đầu nhìn về thân thể cẩn thận cảm thụ một lúc lâu mới khẳng định là mình đã đột phá ngưng khí tầng một tiến vào ngơ khí tầng 2. Yêu đan này lại có công hiệu khổng lồ như thế ư? Mạnh hào mắt sáng người, đứng dậy đi vài vòng trong động phủ, cảm nhận linh khí vận chuyển như suối ở trong cơ thể, sự vui sướng tràn ngật khắp trái tim. Giờ ta cũng là tiên nhân ngơ khí tầng 2 rồi. Tức là yêu thú hiếm thấy, nếu không thì ta đã tìm được phương pháp làm cho mình tu hành nhanh hơn rồi. Tất cả chuyện này đều là công lao của chiếc gương bảo kính này. Mạnh hạo nhìn về chiếc gương đồng, nhưng lần nhìn lại này lại khiến cho hắn chấn động toàn thân theo bản năng rủi rủi mắt nhìn kỹ rồi thì trên khuôn mặt đầy vẻ không thể tin tưởng gương đồng vẫn đặt ở chỗ cũ chẳng qua là nửa khối linh tạch đã biến mất nhưng trên mặt gương lại có một viên yêu đan Cái này cái này mạnh hạo cảm thấy hỗn loạn dường như mất khả năng tự nghĩ ngờ ngờ gác gác nhìn yêu đan ở trên gương đồng thậm chí ở lúc này hắn còn chần chừ hắn nhớ rõ nơi đó chắc chắn phải là bầy một viên yêu đan và nửa khối linh thạch mới đúng nhưng lúc nãy hắn đã ăn yêu đan rồi giờ này hắn bỗng không rõ lúc nãy mình đã ăn yêu đan hay là linh thạch nữa không thể nào là linh thạch được mạnh hạo sừng sốt một lúc lâu đầy khó tin cầm lấy viên đan dược kia chân chừ để trước mũi người một cái hắn xác định mùi hương này rõ ràng chính là viên đan dược mà ban nãy hắn ăn Đầy, đây là có chuyện gì nhỉ vẫn còn hẳn một viên nữa chẳng lẽ ta nhớ nhầm chẳng lẽ còn yêu thú kia có hai viên mạnh hạo càng cảm thấy hốt loạn ra sức lắc đầu cố gắng khiến cho tâm tình đang xúi trào của mình bình tĩnh trở lại hắn nhìn trong chọc viên yêu đan trong tay dần thân thể hắn run rủi đôi mắt hắn tỏa ra hào quang mãnh liệt trước nay chưa từng có dường như vừa thấy được vô số vàng bạc thậm chí gần như không nắm chặt được viên yêu đan trong tay kia nữa chẳng lẽ là chiếc gương này hấp thu linh thịch biến yêu đan thành hai trong giọng của mạnh hạo có chút run rẩy Hắn vốn tưởng chiếc gương này có thể khiến cho mãnh thú nổ bóng mà chết, đã là tác dụng lớn nhất rồi. Lại không ngờ nó có chỗ huyền diệu đến thế. Thật lâu sau mạnh hạo mới khôi phục lại, mặc dù đã xác định bài tám phần, nhưng giờ phút này hắn chẳng có linh thạch đề thử. Này trong lòng vừa chờ mong vừa khẩn trương, lo được lo mất, hắn không thể lập tức có linh thạch đề thử nhiệm. Linh thạch, ta cần linh thạch. Đôi mắt của mạnh hạo lóe lên ánh sáng như mạnh thú, lúc này với hắn linh thạch đã trở thành thứ có vị trí cao nhất trong lòng hắn còn vượt qua cả khát vọng làm quan từng chiếm cứ trong lòng hắn với tù sĩ linh thạch là vật ắt hẳn không thể thiếu nhất là với mạnh hào đang gần trương và không yên khát vọng với linh thạch của hắn trở nên mãnh liệt trước này chưa từng có chỉ là kháo sơn tông vốn chỉ là tiểu tông đệ tử bình thường ngoài một tháng một lần phát đan ra còn muốn có được linh thạch vốn là chuyện không có khả năng trừ khi lao cướp đoạt ngày phát đan dược tiếp theo còn khoảng một tháng nữa. Mạnh Hào nhìn chiếc gương đồng, sắc mặt dần hiện lên vẻ dữ tợn, nhưng rất nhanh liền che giấu đi. Hắn tự cảm thấy này tu vi của mình chỉ là ngưng khí tầng hai, cho dù có chém giết cướp đoạt thì cũng chẳng phải là đối thủ của ai. Hồi còn ở huyện Vân Kiệt, thiếu tiền là thế, sau thành tiên nhân rồi ta vẫn thiếu tiền. Mạnh Hào lòng đầy bất đắc dĩ, cứ nghĩ cách kiếm được linh thạch. Hết chương 11. Cảm ơn. Và gặp lại chứ vị Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng tiên đạo kỳ truyền Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ngã dục phong thiên Tác giả Nhĩ Cần Trường 6 Một chiếc gương đồng